Hello à, quý vị và các bạn thân mến à, Xin chào mừng quý vị trở lại kênh của tôi nha Thì hiện tại bây giờ là ngày 25 tháng 2 năm 2021 8 giờ 27 phút sáng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas Trước hết là chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và ấm áp Hôm nay là sáng thứ năm, tôi xin phép được cập nhật cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin nội dung để dính dáng tới tình hình ở nước Mỹ Cuộc sống của người dân Mỹ cũng như là đặc biệt một cái nội dung mà tôi xin chia sẻ sau đây Nó dính dáng tới người Việt Nam ở Mỹ, cộng đồng người Việt Nam của chúng ta rồi, sau đây mời các bạn nghe chi tiết nhé. Trong thời gian vừa qua, không riêng gì cộng đồng người Việt Nam của chúng ta mà tất cả everybody vòng quanh thế giới đang phải đối mặt với cái chuyện dịch giật 19 hoành hành trong hơn cả năm rồi, chưa hết đâu các bạn. Hơn cả tháng nay, cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở Mỹ nhất là các cơ sở thương mại đã bị rất là nhiều cái chuyện mà phá hoại và coi như là đập phá rồi này kia nọ rồi chưa hết đâu các bạn vào ngày hôm qua có một cái thông tin mới vừa đưa ra rất là nhiều xe của người Việt Nam mình ở nước Mỹ này các bạn à, đậu bên lề đường à, đậu trước cửa nhà đã bị cắt dây thắng và sao chạy mình lên thì chủ yếu là mình đề máy rồi mình chạy luôn vô tình thì không đạp thắng được và cái chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều ở tiểu bang hiện tại bây giờ sau đây thì tôi này xin chia sẻ với các bạn một cái nội dung thứ nhất đó là cái chuyện các cơ sở thương mại của người Việt Nam mình đã bị phá hoại và lý do gì sao tại sao bị phá hoại và ở đâu bị phá hoại sau đây thì tôi này xin đưa ra một cái điển hình nho nhỏ một cái thông tin nho nhỏ để mà chúng ta biết để chúng ta đề phòng của lửa các bạn nhé rồi nếu như thế này tại thành phố Portland tiểu bang Oregon rất là nhiều cơ sở thương mại đã bị phá hoại trong đó có rất là nhiều cơ sở thương mại của người việt nam chúng ta thì các chủ tiệm tin rằng đây là một cái sự phá hoại nhằm vào cái chuyện mà nó gọi là kỳ thị chủng tộc đó các bạn đó, tức là nó như thế này hiện tại bây giờ thì everywhere người ta nghe nói tới cái con dịch vật thì người ta suy nghĩ tới cái nước trung quốc đúng không các bạn à, nhưng mà bây giờ á, người nước ngoài á, người ta nhìn người việt nam mình người ta không biết là người việt hay là người trung quốc tại vì nhìn hơi hơi giống giống nhau đó các bạn. Nó tốt là đối 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 với người Việt Nam mình mình nhìn là mình biết ai là ai nhưng mà đối với người nước ngoài á thì người ta nhìn người ta không biết. Cho nên đó là các chủ tiệm tin rằng họ bị kỳ thị cái chuyện đó đó các bạn. Đa số các cơ sở thương mại của người Việt ở Oregon ở Portland đó các bạn đã bị ném đá nè, ném gạch vào cửa, cửa sổ, cửa tiệm và bên cạnh đó thì cũng bị quăng nước sơn rồi tùm lum tùm la hết các bạn ơi. Đó thì có một cái quán ăn này tên là Hà Nội Kitchen ở góc đường North East Wilson Street and 79 Avenue. À, cái cái cô chủ này tên là Kim Nguyễn, à chủ tiệm Hà Nội Kitchen nói với đài KGWA là như thế này. Thật là bực bội hết sức mình bực bội trong tháng vừa qua họ đập bể kiến tiệm của tôi rồi kế tiếp họ lại quăng đá vào cửa kiến của tiệm tôi và tiếp tục thì họ cứ làm như thế tức là cứ hết chọi đá rồi tới đập kiến nó tóm lại là cứ làm ầm ầm, 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 ầm ầm khóa hoại đó các bạn nó tóm lại là như vậy đi thì một quán ăn khác cũng bị phá hoại tên là My Brother Coffee Ờ, chủ tiệm này cũng là một người việt nam và cũng bị đập cửa kiến luôn đó bên cạnh đó đó các bạn thì có rất là nhiều tiệm dòng quanh ở portland cũng bị tương tự như vậy luôn các bạn thì nói tóm lại là hiện tại bây giờ rất là nhiều cơ sở thương mại của người việt nam chúng ta à, dòng quanh nước mỹ thì phải cẩn thận các bạn nhé rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái chủ đề thứ hai đó là lý do vì sao tại sao mà rất là nhiều xe của người việt nam đang bị cắt dây thắng theo đài truyền hình KOMO nó đọc là KOMO đó các bạn thì đã loan tin như thế này theo như các máy video an ninh đã thâu được đó, thì có rất là nhiều người đàn ông đã chui xuống những chiếc xe đậu trước cửa nhà và bên lề đường phía chui xuống dưới gầm các bạn phía bên tay trái để cắt dây thắng của xe và hầu hết các xe bị cắt dây thắng là chỉ tức tóc người ta làm trong vòng một phút thôi đó các bạn đó thì trong trong số các xe bị cắt dây thắng nó có rất là nhiều xe của người Việt Nam của chúng ta và đặc biệt là ở thành phố Des Moines tiểu bang Iowa nó giáp ranh với Minnesota đó các bạn đó tại tại vì có rất là nhiều người Việt mình cũng sống những cái tiểu bang đó đó các bạn tại đây cũng là một cái thông tin để cho quý vị cũng như là các, các cô chú anh chị cẩn thận nhé thì à, sau đây tôi này xin chia sẻ cái cô này tên là Jackie Trần nói với đài Como như thế này là à xe cô đậu trước cửa nhà nhưng mà cô không biết là xe mình bị phá hoại Sau khi cô ra khỏi nhà sáng sớm để mà đi làm Cô đề máy xe lên và bắt cấp Thì bắt cấp nhưng mà không thắng là được Tại vì không có thắng đâu mà thắng các bạn Rồi cuối cùng thì cô đã coi như đâm vào Cái nó tốt lại là cái nhà Sau khi mà cô bắt cấp thì cô đâm vô phía sau lưng hay sao Sau đó nó tốt lại thì chiếc xe đã bị hư Sau đó thì người ta mới biết là xe của cô đã bị cắt gia thắng chưa ngừng lại như vậy đâu các bạn hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều xe đậu trước cửa nhà hai bên lề đường và cũng bị cắt thắng tương tự giống như cô chắc kỳ trần này thì đây cũng là một cái thông tin để cho quý vị cô chú anh chị nếu có xe đậu trước cửa nhà nếu mà mình muốn chắc ăn trước khi mình uh, vô số mình ve yeah hay mình chạy gì đó các bạn thì mình nhấp 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 thắng thử coi coi là chiếc xe mình cái thắng nó có ok không các bạn nhé chứ hiện tại bây giờ thì đa số là những cái chuyện mà phá hoại uh, cơ sở thương mại hay là uh, sao 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 nhắm vào những uh, những cái chuyện mà phá hoại tài sản đó là đa số là của người Việt Nam mình tức là nhắm vào người Việt Nam mình đó các bạn và hiện tại bây giờ thì sở cảnh sát của thành phố Des Moines đã coi như là lên một cái thông tin để mà truy tìm những người đàn ông cắt dây thắng này và trong đó thô đồ lại tại thành phố Đi Môi không là có khoảng 18 vụ phá hoại cắt dây thắng đó các bạn và các điều tra viên của sở cảnh sát đã nói như thế này là hiện tại bây giờ thì chủ yếu là người gốc châu Á đang bị nhắm vào nhắm vào để mà phá hoại tài sản phá hoại cơ sở thương mại cũng như là người ta nói có thể lý do là tại vì bị kỳ thị chủng tộc vì cái chuyện mà cái con dịch vật 19 đó các bạn cho nên mình bị quả lây đó các bạn nhé vậy thì sau những cái thông tin này thì mình rút ra được như thế này nè các bạn không hiểu lý do gì sao tại sao mà sau khi chính quyền thứ 46 đăng ca thì nước Mỹ chưa có mà ổn định về kinh tế cũng như là về cái tình hình mà người dân có công an việc làm nó chưa có ổn định các bạn ơi sau khi chính quyền nâng cao thì có rất là nhiều người đã trở thành thất nghiệp cũng như là tình hình kinh tế thì nó vẫn còn à, bèo cho bọt nước bên cạnh đó thì lại những cái chuyện phá hoại nó tràn lan đại hải everywhere ở nước mỹ và đa số là nhắm vào người việt nam của chúng ta có thể vì một cái lý do gì đó thì hiện tại bây giờ thì người ta nói là lý do con dịch vật đó các bạn nhưng mà mình không biết là có phải gì đó không hay là vì cái lý do mà tại vì đi đi, đi sao 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 đó nó tóm lại thì các bạn biết cái lý do gì thì các bạn bình luận bên dưới để chia sẻ với mọi người các bạn nha. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ năm, tôi đi chia sẻ với các bạn một cái thông tin để dính dáng tới tình hình uh, cộng đồng người Việt của chúng ta ở Mỹ. Thì tôi uh, thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báo để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay nó hữu ích thì các bạn đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ và để lại một cái like một cái bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Have a good day and bye bye.